Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hika Channel. Đúng, vẫn luôn là Hika Channel. Và sau khi video này đạt được 10.000 lượt xem thì mình sẽ đổi tên kênh. Việc đổi tên kênh sẽ giúp mình phong phú hóa nội dung, giúp mình đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm nay. Video thì vẫn chất, vẫn có meme và có gái mlep. Tần suất video thì vẫn là 2 trên ngày, 1 và 10 giờ 45 phút và 1 là 18 giờ 15 phút. Mục tiêu của kênh thì vẫn giúp bạn học được một thứ gì đó có ích sau mỗi video. Tiện thể thì mình trả lời luôn một câu hỏi mà được nhiều like nhất ở bài tab cộng đồng vừa rồi. Thử thách Hika được mình đặt với mục đích sale kênh. Theo từ khóa thử thách, nếu bạn nào dùng YouTube từ lâu thì biết là hai cái trend thử thách và vlog khá nổi những năm đổi trước. Bây giờ là review. Còn Hika là tên mình. Hi là hai từ đầu của tên mình. Hiếu. Ka thì hồi đó mình ăn chay trường và học thuộc chú Thủ Lăng Nghiêm cũng là chú Đại Bi. Bạn nào biết hai bà chú này thì cũng hiểu là tại sao nó là ca đấy. Tại sao làm thử thách thì các bạn có thể xem cái video ở dưới phần bình luận. Và các bạn nên xem video đó để hiểu tại sao mình không làm thử thách nữa. Do chính sách thắt chặt những video nguy hiểm của YouTube của mình thì công nhận nguy hiểm thật. Nhưng mà cái video mình ngồi nói chuyện thôi mà cũng hạn chế độ tuổi thì... Emotional damage. Tóm lại từ nay sẽ là Hika Channel. Sớt từ Hika là Rami.